Vâng, đồ gỗ nội thất cao cấp Sáng Trang xin kính chào toàn thể quý vị anh chị em. Đấy, như cái video trước em đã nói thì video này em sẽ phân tích mổ xẻ một cục gỗ làm thế nào, kiểu hình thức như nào, hình thù như nào để tạo ra xẻ thứ nào có vân nhiều nhất quý vị anh chị em ạ. Đấy, như cái cục gỗ này, như cái video trước em nói này, đấy, về mặt hình thể rất xấu, bởi vì sao? Ruột của nó rất to, anh chị em thấy này, ruột to này lên tận trên đây này, đấy, ruột rất to, thế nên là cái phần mà mình dùng được thì rất ít. Nhưng ngược lại ở cục gỗ này là vân của nó rất đẹp, đấy là một trong những cái ưu điểm của nó. Anh chị em thấy này, đây ạ, đấy, gỗ rất vặn vẹo này, anh chị em thấy không? Rất cực kỳ vặn vẹo. Tại sao lại nói vậy? Càng những cục mà hình thù càng khầm, càng quỳ kỳ dị, đấy, giặt dẹo thì vân nó sẽ càng đẹp. Anh chị em thấy này, đấy, vân đây xẻ được 3 tấm rồi anh chị em ơi, 3 tấm nữa. Và anh chị em hãy đón chờ những siêu phẩm tiếp theo của đồ gỗ nội thất cao cấp Sáng Trang. Và bật mí với quý vị anh chị em thì sắp tới thì cục gỗ này em sẽ làm lên một siêu phẩm hoàn toàn mới, mẫu mới, kiểu dáng mới để đón anh chị em có thể đón chờ. Đây, anh chị em thấy không? Đấy, mình xẻ 4 phân đậu, sau này em lấy 4 phân em phải xẻ 4 phân 2, quý vị anh chị em ạ. Đấy, thì đến đây là bắt đầu chạm ruột rồi này anh chị em ạ. Đấy, tại sao lại nói này, đấy, gỗ chạm ruột đến tận đây. Bây giờ anh xẻ cho em dày 3 phân rưỡi để ít nữa mình bổ nghiêng ra, mình lấy cột và thanh cánh các loại đố. Không phải cây gỗ nào cũng có vân đâu quý anh chị em ạ. Đấy, ngoài những cây gỗ mà có vân thì có rất nhiều cây gỗ không có vân, và đa phần là những cây gỗ không có vân là chủ yếu. Để tạo ra những cây gỗ như này thì đòi hỏi cả một quá trình từ khi lựa gỗ đấy và đến pha phôi. Đây là một quy trình pha phôi anh chị em ạ. Đấy, pha phôi đây, điển hình như đây, tai nạn rất nhiều phải không, tai nạn rất nhiều. Đấy, đây dập lứt tứ lung tòe le hết anh chị em ạ. Nhưng không sao, đấy là cái thường nhật, thường ngày nó xảy ra quý vị anh chị em ạ. Mình phải chấp nhận cái việc đấy, gỗ blue phải chấp nhận cái việc đấy. Đây này, anh chị em nhìn thấy khói bay ra không? Đấy, khói bay ra, cái này là gì? Có nghĩa là khi mình xẻ vào thì khói bay ra, chứng tỏ bên trong rỗng, rất rỗng, gỗ bị rỗng anh chị em ạ. Đấy, xẻ đến đâu là áp lực, áp suất nó đẩy ra đến đấy để tạo ra những luồng khói. Này là sự kết tinh của gì, của cái lá cưa kia, nó ăn vào cái cục gỗ, nó tạo ra một cái ma sát cộng với nước, nó tạo ra một cái hơi khói như vậy. Đây anh chị em thấy này, bay ra này, đấy, ghe rán ở trong nó bay ra hết này, đấy, chưa, tai nạn trong nghề nghiệp. Chắc chắn rồi, cục gỗ này khi nào mà vác tấm gỗ này ra sẽ bị toác ruột rất lớn. Đấy, anh chị em thấy không? Đấy, chỉ cần nhìn, khi mình xẻ mình nhìn cái khói bay ra mình đã biết được rồi, bên trong cực phải, kiểu gì phải rỗng. Đấy, rỗng này. Tiếp tục anh ơi. Đấy, anh chị em thấy này, chấp nhận thôi. Cả một cục gỗ rất to, rất đẹp, phải nói anh như vậy, rất to, nhưng chỉ lấy được 3 tấm ván và một cái phên. Đấy, một phên này đặc, phên này là dày 4 phân 1. Rồi anh chị em này, đấy, thế thì anh chị em mới đủ hiểu được cái nghề gỗ nó khó khăn như thế nào. Đấy, nó rất vất vả và gian nan, không đơn giản đâu ạ quý vị anh chị em ạ. Nhiều anh chị em cứ nghĩ là làm nghề gỗ ngon ăn, nói chung là không có nghề nào ngon ăn quý vị anh chị em ạ. Tôi thật sự là như thế, chỉ có điều là bạn đủ tâm huyết, đủ cái tầm, đủ cái tâm để theo đuổi cái đam mê, theo đuổi cái nghề của mình hay không thôi. Đấy, còn tôi nghĩ không có cái gì, nghề gì là nghề ngon ăn cả, nghề gì cũng có những cái khó khăn. Chỉ cần bạn có sự quyết tâm, bạn theo đuổi nó, bạn tạo ra những giá trị mới của những sản phẩm mà bạn đang theo đuổi. Và đồ gỗ nội thất cao cấp Sáng Trang với tinh thần là một người con của làng nghề, luôn luôn hướng đến những sản phẩm có giá trị chân thiện mỹ quý vị anh chị em ạ. Đấy,
đây là một tai nạn rồi đấy anh chị em ạ. Đấy, tai nạn của nghề nghiệp. Và chắc chắn rồi, tai nạn này thì phải đánh đổi bằng những kinh nghiệm lần sau thôi. Đó, chả còn cách nào khác cả. Và gỗ thì càng ngày càng khan hiếm. Tất cả những cái này đều phải trả giá bằng tiền mặt hết anh chị em ạ. Đấy, được đầu lọ thì mất đầu kia. Đấy, đây là một trong những cục gỗ, một trong những cục gỗ phải nói rất khu khăm anh chị em ạ. Đấy, ví dụ ở cái đầu này này, đầu này phải đến tận 5 phân nữa thì nó mới hết được. Mà đầu này, đến đầu này thì là hết. Anh xẻ thì em túc được 3 phân rưỡi nữa, xẻ 3 phân rưỡi nữa đến đây là hết. Rất khó khăn và gian nan với những củng cố khủ quầm như này, chỉ lấy được 3 mạch, đúng 3 mạch